Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với chuỗi video hướng dẫn sử dụng Emitano. Đây là video thứ hai. Sau video đầu tiên, hướng dẫn các bạn đăng ký và xác minh tài khoản trên sàn giao dịch Bitcoin Emitano. Thì trong video đầu tiên mình đã giới thiệu sơ về sàn. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển tiền Việt Nam đồng từ Vietcombank lên sàn giao dịch Emitano để các bạn có thể mua được Bitcoin, Ethereum hoặc USDT và một vài con khác mà sàn có hỗ trợ. Thì để có thể mua được con trên sàn Emitano thì các bạn cần phải đăng nhập. Nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy đăng ký theo link mà mình để ở dưới video và xem video đầu tiên của Công để biết cách đăng ký và xác thực thông tin. Bây giờ chúng ta đăng nhập. Thì ở đây chúng ta chỉ việc gõ email mà chúng ta đã đăng ký ở sàn như đã hướng dẫn ở video trước. Rồi. Thì có một liên kết đăng nhập gửi về mail, chúng ta chỉ việc vô mail click vào liên kết đăng nhập, tắt cái cũ đi. Đây, thế là chúng ta đã đăng nhập vào sàn Emitano. Thì để mua coin trên sàn Emitano thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta chuyển tiền từ Vietcombank lên trên sàn rồi chúng ta mua của người bán thì như vậy nó sẽ nhanh hơn. Còn cách thứ hai là cách mà nhiều người đã hướng dẫn, chúng ta mua Bitcoin của người bán và chuyển tiền cho họ không có thông qua sàn. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn cả hai cách. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người chuyển tiền lên sàn Emitano. Chúng ta sẽ vào ví Việt Nam đồng ở đây. Này, chúng ta muốn nạp bao nhiêu tiền? Ở đây em là mẫu cho nên một ít. Mọi người lưu ý dùm là sàn sẽ không có để chúng ta nạp số lượng như chúng ta mong muốn mà sẽ chênh lệch một chút. Em biết em cứ bấm vào và mọi người sẽ thấy đây, mình bấm 250.000 nhưng mà sàn nhận kêu mình nạp số tiền như thế này, nội dung như thế này. Tất cả những thứ ở trong thông tin nạp tiền này chúng ta đều phải làm đúng thì tiền sẽ vào ngay tài khoản của các bạn ở trên sàn. Và khi bạn gửi lên sàn này thì tốt nhất là các bạn nên xài Vietcombank cho nó đỡ tốn phí nha các bạn, và nó đi ngay lập tức. Bây giờ em vào, em đăng nhập vào Vietcombank. Rồi, sau khi chúng ta vào Vietcombank thì chúng ta sẽ làm thao tác chuyển tiền. Như em nói là y chang thông tin mà sàn cung cấp. Này, số tiền, nội dung chuyển khoản, số tài khoản, mình chỉ cần nhập đúng số tài khoản thì tên người dùng sẽ hiện đúng như những gì mà họ đăng ký. Đây, không có gì khác. Xác nhận. Khi xác nhận thì như bình thường chúng ta sẽ nhập mã kiểm tra để nhận OTP. Đây, OTP sẽ chuyển về điện thoại. Đây, giao dịch chuyển khoản thành công. Sau khi chuyển khoản thành công, chúng ta chỉ việc quay về sàn và đợi nó hiện ra màn hình tiền đã chuyển thành công, thường là 20-30 giây gì đó tới 1 phút. Đây, đây ở dưới đây có lịch sử nạp đây các bạn. Với cách này thì cực kỳ nhanh nha các bạn. Chúng ta chỉ việc nhập tiền rồi chúng ta sẽ mua. Ở đây có khung mua ngay thì chúng ta có thể bấm vào đây là chọn số lượng bit tương ứng với số tiền chúng ta có.
Ví dụ ở đây ở phía trên em có 264.000 đây. Bao nhiêu đây thì chỉ có mới có 4 đô thôi, ở dưới nó sẽ hiện ra những người có thể bán cho chúng ta. Ở đây là 97.000. Nếu chúng ta có thể mua với 250.000 thì đây. Đấy. Chúng ta chỉ việc bấm vào mua ngay. Em có sử dụng AOT cho nên em phải có xác nhận mã AOT. Các anh chị nào không có sử dụng thì sẽ không có cái mã này nha các anh chị. Còn sử dụng AOT như thế nào thì các anh chị có thể search Google có rất là nhiều hướng dẫn. Đây, em vừa nhập mã xác nhận giao dịch và giao dịch đã hoàn tất. Đối với các giao dịch mà các anh chị đưa nộp tiền lên sàn Emitano thì cực kỳ là nhanh chóng. Rồi đây là đánh giá. Nhưng mà khách thì cứ đánh giá thôi. Rồi bây giờ hướng dẫn các bạn tới cách thứ hai. Sẽ tốn thời gian hơn một chút. Đó là chúng ta cũng vào mua ngay. Hoặc có danh sách người bán ở dưới. Thì danh sách người bán ở dưới thì người nào giá tốt họ sẽ để trên đây, thấy không? Giá 97.700.000, rẻ hơn 97.900.000. Thì các bạn nhấp vào chữ mua của cái người giá tốt nhất. Thì ở đây họ bán tối đa 0.07, tối thiểu là 0.004. 0.004 là 19.9 đô. Nếu các bạn mua ít hơn con số này, tức là ít hơn 454.900 nè, thì họ sẽ không bán. Thì cách tốt nhất để có thể mua thì các bạn cứ bấm vào mua ngay. Khi các bạn nhập số lượng bit các bạn muốn mua, ví dụ như hồi nãy tôi đi 025 đó, ở đây sẽ hiện ra những cái người có thể bán cái đó. Mình cứ chọn cái người giá thấp nhất. Đây, giá thấp nhất mua ngay. Emitano sẽ tạo một giao dịch, ở đó người bán sẽ bị khóa cái số lượng Bitcoin mà mình muốn mua và cho chúng ta thời gian 15 phút để hoàn thành giao dịch. Nếu mà quen tay thì 15 phút là quá dư. Ở đây họ cũng cho mình một cái thông tin thanh toán và tên chủ tài khoản sẽ nhận số tiền này. Đó, nó cũng nhập y chang kia thôi. Đây, mình lại về Vietcombank. Tiền số tiền nội dung chuyển khoản. Các bạn chú ý tất cả những cái này các bạn phải nhập chính xác, vì không chính xác sẽ bị kẹt giao dịch và các bạn có thể bị mất tiền. Nên đây số tài khoản của Võ Minh Tâm, các bạn dò lại nội dung chuyển khoản và số tiền nạp chắc chắn thì các bạn mới chuyển tiền. Đây, thì đoạn này cũng y chang lúc nãy. Rồi, sau khi nhập các bạn bấm xác nhận. Rồi, giao dịch và chuyển khoản thành công thì chúng ta sẽ đợi một chút. Chỉ cần bên bán họ xác nhận đã nhận được tiền thì ở số dư Bitcoin ở trên đây nó sẽ hiện ra cộng thêm cái lượng Bitcoin chúng ta mới mua. Đây cộng thêm, đây thanh toán cho người bán. Người bán đã đánh dấu hoàn tất giao dịch của bạn. Vậy là chúng ta đã giao dịch xong. Trong trường hợp mà người bán không hoàn tất giao dịch, chúng ta có thể gửi bằng chứng thanh toán bằng cách chụp lại màn hình của Vietcombank và gửi cho sàn Emitano ở góc này. Đây, họ sẽ có người chat với chúng ta và giải quyết vấn đề của chúng ta. Tuyệt đối không hủy bỏ giao dịch nha các bạn. Khi các bạn đã chuyển tiền mà không nhận được Bitcoin thì các bạn không được hủy bỏ giao dịch mà phải để sàn giải quyết cho chúng ta.
chứ không chúng ta sẽ bị mất tiền vì người ta đã nhận được tiền, còn chúng ta chưa nhận được Bitcoin. Cẩn thận các trường hợp lừa đảo có thể xảy ra. Thì tới đây mình đã hướng dẫn các bạn hai cách để chuyển tiền Việt Nam đồng mua Bitcoin trên sàn Emitano. Thì đối với các coin khác như Ethereum, Bitcoin Cash, Kraken, Ripple trên sàn Emitano thì cách thức cũng tương tự. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn chuyển lượng coin đó qua ví khác hoặc sàn khác. Đây, chúng ta vào ví Bitcoin. Ở đây có nút rút. Chúng ta nhấp vào nút rút. Xuất hiện ra số dư khả dụng. Và dòng thứ hai này chúng ta sẽ nhập ví Bitcoin để chúng ta đem cái lượng Bitcoin này đi chỗ khác. Và lượng Bitcoin tối đa sau khi trừ phí này nó nằm ở dưới đây. Ở đây mình sẽ chuyển về tài khoản giao dịch trên Hobi, là một sàn giao dịch to của thế giới. Đây, chọn phần nạp tiền của Bybit. Đây, rồi mình chép cái mã ví. Mã ví thì chép chính xác và dò lại nhiều lần nha các bạn. Khi sai mã ví thì chúng ta sẽ không nhận được và chúng ta sẽ mất tiền. Rồi, chúng ta sẽ nhập lượng Bitcoin 0.0048 và bấm vào gửi. Đây, sàn nó cảnh báo và kêu chúng ta dò. Ok, ok, xác nhận, nhập mã ao thi. Xác nhận. Đây, thao tác đã thành công. Thì ở phía dưới thời gian sẽ chạy. Sau khi thời gian này chạy xong, số lượng Bitcoin của các bạn sẽ được gửi vào nơi mà các bạn muốn nhận. Thì chúng ta chỉ việc đợi. Các bạn đợi cho tới khi ở đây sàn Emitano hiện đã hoàn tất thì các bạn vào ví của sàn mà các bạn muốn nhận. Các bạn chết thì ở đây, đây ẩn số dư mức nhỏ đi. Như các bạn thấy, số dư của Bitcoin ở đây là 0.0048, đúng với cái số mà mình đã chuyển vào lịch sử. Đây, lịch sử nạp tiền. Rồi, video hướng dẫn thao tác nạp tiền Việt Nam đồng lên sàn Emitano để mua coin và chuyển đi. Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ tinh thần tác giả và ủng hộ video kế tiếp hướng dẫn chuyển Bitcoin từ các sàn giao dịch quốc tế về Emitano để bán ra Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn.